Okay, so what are you going to tell us? So the this autumn is coming soon, so that's why I want to buy the mooncake. But think so, about I will do the research, yeah, the customer trends. Sorry, yeah, the first I want to check the look about the report of the last season. Our report of the last season, right? Yes. Okay, so is this the service that you are talking about or the product? Yes, I talk about products. Mooncake products. Okay, so what is the name of the product? Mooncake. 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 Oh, mooncake. Yeah, mooncake season right now, right? Mooncake, okay. Okay, the mooncake season right now. Is it called a season or a festival, Mr. Ye? For your own words. So what do you think? This is called a mooncake season or the mooncake festival? I think it's seasons. Season, okay. Yes. Yeah, festival. Festival. Season, festival, okay. Continue, please. Mooncake. And then I take the research of the customer trends nowadays, and I'm looking for who is my purpose. Look for who is your what? Purpose. My one. Sorry? Who is my one? Who is the target? Who is the target? Who is the purpose, right? Yes. Who is the purpose? Okay. Who is your goal? Okay. Your goal. Continue, please. I want to make the beautiful spot by the decoration with the good material. Okay. Good decoration with good material. Yes. And cook the cake is with the well taste and good looking, set good looking. Very good, okay. Good looking too. Continue, please. After that, we want to make the advertisement on the newspaper, TV, or online. Okay, continue, please. Yes, and then we want to build a beautiful agent where to sell the mooncake. Oh, build the agents. Yes. To sell the mooncakes. Yes. Very good, continue, please. At the agent, we can buy some accessory related with the mooncake, like the lantern, tea, candle, LED light. Okay. Anything else, sir? No. No, very yes. Good, okay. Mr. Zhang has just talked about mooncake festival, okay? Trung thu, okay? So we have the word trung thu hoặc là bánh gọi là bánh trung thu. Mooncake, okay? The full moon festival, okay? So, before we produce the mooncake, we need to do a research, okay? And Mr. Zhang said that he depends on the report of the last season, okay? To conduct a research so he can know how many mooncakes he is going to produce this summer. Như vậy, khi là, this festival. Như vậy trước khi là mình gọi là mình nghiên cứu về cái sản phẩm mình sản xuất được bao nhiêu cái bánh trung thu của mùa này thì anh Giang mới vừa nói là anh Giang sẽ dựa vào cái bản báo cáo của cái mùa năm ngoái. Như vậy mình sẽ có một cái hành động dựa vào bản báo cáo của mùa năm ngoái để nghiên cứu và cho ra được cái số lượng cần sản xuất của mùa năm này. Như vậy mình dựa vào mình sẽ dùng từ gì ạ? Based on, ok. Như vậy khi mà gọi là bình thường ấy, dựa vào nó theo nghĩa chủ động. Nghĩa chủ động có nghĩa là tôi làm cái đó, chứ không phải là cái đó được làm hoặc là bị làm. Như vậy chủ động mình gọi là based on cái gì đó. Và bằng nghĩa với cái này mình sẽ dùng từ là depend on, ok. Chúng tôi dựa vào cái bản báo cáo. We based on the report of the last season. We depend on the report of the last season. Và khi mình dựa vào cái bản báo cáo thì bây giờ cần đẩy mạnh thêm một chút nữa là mình sẽ nghiên cứu vào cái từ phân tích.
mình phải dựa vào báo cáo là nó sẽ có dữ liệu, ok, và số lượng, số liệu. Như vậy chúng tôi sẽ phân tích cái dữ liệu đó. Như vậy mình sẽ có một cái động từ phân tích trong tiếng Anh là analyze, ok, analyze. Như vậy chúng tôi phân tích số liệu, dữ liệu là analyze the data, dữ liệu, ok, dữ liệu của cái bản báo cáo. Như vậy gọi về bản báo cáo thì mình sẽ có từ report trong tiếng Anh. Như vậy chúng tôi sẽ dựa vào cái bản dữ liệu của bản báo cáo. Như vậy we depend on the data of the report, we analyze the data of the report, ok, để biết được cái số lượng. Như vậy khi nói về bánh trung thu thì người ta sẽ gọi là số lượng và chất lượng của bánh trung thu. Như vậy hai từ này nó trước đây mình đã học, nó đều bắt đầu bằng tiếng tố là khoa, ok, khoa. Thứ nhất, chất lượng của bánh trung thu thì mình sẽ dùng từ là quality, ok, the quality of the moon cakes, và số lượng của bánh trung thu. Và thứ hai mình sẽ có từ số lượng của bánh trung thu, mình sẽ dùng từ là quantity, ok, the quantity of the moon cakes, ok. Như vậy để biết được cái số lượng và cái chất lượng là mình sẽ sản xuất được bao nhiêu cái thì mình sẽ có từ là report ở đây, ok. 648-6 à? 648-6 à? Cách mạng tháng 8 à? Phường 11, quận 3. Ok. Sao mấy bạn cười? Mấy bạn ở dưới là kỳ lắm nha. Không có tập trung chuyên ngôn gì hết, ngồi đó nói chuyện đi. Là sẽ có một cái báo cáo về nhà đây. Ok, sorry. Như vậy sẽ nói về chất lượng và nói về số lượng. Khi nói về chất lượng thì anh Giang đang nghiên cứu gọi là cái thành phần mà làm cho cái bánh trung thu với lại cái bề ngoài của bánh trung thu làm cho nó bắt mắt. Như vậy nói về cái thành phần, cái nguyên vật liệu làm nên bánh trung thu thì mình sẽ có từ là nguyên vật liệu, ok. Sẽ dùng từ là gì ạ? Material, ok, the material. Nhưng mà the material là nguyên vật liệu, còn mà gọi là cái vẻ bề ngoài, cái vẻ ngoài của bánh trung thu thì mình sẽ có từ vẻ ngoài là gì? Shape. Thứ nhất là từ shape, anh Gia nói là từ shape. Thứ hai là mình sẽ có từ gì nữa không ạ? Appear, no, mình sẽ dùng từ là appearance. Và thứ ba mình sẽ còn có một từ nữa là overall looking, ok. Thứ tư mình sẽ có từ là outlook trong tiếng Anh. Và cuối cùng mình sẽ có từ là look trong tiếng Anh, ok. Như vậy thứ nhất là từ shape được gọi là cái hình dạng. Mình muốn sản xuất bánh trung thu mình theo hình tam giác, hình tròn hay là hình vuông thì mình mới gọi là từ shape, ok. I want to produce my moon cakes in the shapes of circle, rectangular, triangle or a square. Như vậy khi mình gọi là định dạng cái gì đó theo hình gì đó là shape, cái gì đó shape something, ok, theo cái gì đó là into, ok. Thứ nhất hình tròn circle, thứ hai là hình vuông là rectangular or square hoặc là or triangle, ok, hình tam giác. Như vậy mình định dạng một cái bánh hoặc là một cái gì đó theo những cái hình thù gì đó thì là I want to shape something into blah blah blah, ok, the shapes of it. Appearance, như vậy nói về vẻ ngoài không thể dùng từ shape được mà mình sẽ dùng từ appearance, ok. The appearance of the mooncake must be quyến rũ và thu hút khách hàng thì mình sẽ có một cái từ dành cho quyến rũ và thu hút khách hàng, attractive, ok. Hoặc là mình sẽ dùng tính từ là appealing, ok. Như vậy the appearance of the mooncake is very appealing, is very attractive. Và thứ hai mình sẽ có từ là overall looking, ok. The overall looking of the mooncake must please an eye, làm cho mình mãn nhãn, làm cho mình gọi là nhìn đã mắt á, thì mình sẽ có một cái hành động được gọi là please an eye, ok. Như vậy the overall looking of the mooncake please my eye, ok, or the outlook, cái vẻ ngoài, hoặc là the look, ok. Như vậy từ look là vẻ ngoài, ok, của cái gì đấy. Còn hồi nãy mình anh Giang mới nói từ looking chỉ có nghĩa là mình đang nhìn vào cái gì đó mà thôi. Như vậy ở đây không được hình thành được gọi là vẻ ngoài, nhưng mà chỉ có nghĩa là đang nhìn vào mình mới gọi là từ looking, ok. Tiếp theo, customer trend là phải dựa vào xu hướng của khách hàng. Look for who is your target, mình phải xác định có cái mục tiêu của mình là ai hoặc là cái mục đích, ok. Như vậy có mục đích và mục tiêu và khách hàng mục tiêu là gọi là bốn cái nó khác nhau hoàn toàn. Thứ nhất mình sẽ có từ mục đích trong tiếng Anh,
Ok, thứ nhất là mình sẽ có từ mục đích là mình chỉ có hai từ duy nhất là purpose hoặc là goal. Mục đích của tôi học tiếng Anh là để lưu loát trong giao tiếp. My purpose of studying English is to be fluent in communication skills, ok? Và mục tiêu của tôi học tiếng Anh là phải có TOEIC 700. Như vậy, my target to study English is to get TOEIC 700, ok? Như vậy mình sẽ có hành động, danh từ và cả là hành động, mình gọi là mục tiêu của mình là target. Và có một từ rất là hay, khách hàng mục tiêu hoặc là khách hàng tiềm năng. Khi mình nhắm đến khách hàng mục tiêu của tôi là khách hàng thiếu nhi, khách hàng hay là khách hàng người lớn. Như vậy khách hàng mục tiêu được gọi là target customers, ok? Còn mà khách hàng tiềm năng là những cái người mà đã cộng tác với mình rất là lâu rồi và họ mua một số lượng rất là lớn, thì mình sẽ có từ là khách hàng tiềm năng trong tiếng Anh là potential customers. Potential customers, ok? My potential customers are company ABC, because company ABC buys lots of mooncakes, 1,000 mooncakes, 2,000 mooncakes this season, ok? They buy mass production, ok? Như vậy khi mà họ mua một cái gọi là một cái số lượng rất là lớn, ok? Là mua hàng loạt luôn, thì người ta sẽ dùng từ mass trong tiếng Anh. Mass được gọi là hàng loạt, đa số luôn, ok? Được gọi là potential customer, khách hàng tiềm năng. Decoration with material có nghĩa là nhìn ở về trang trí đẹp và chất lượng bên trong cũng ngon, ok? Như vậy cái vẻ trang trí ở ngoài thì được gọi là decoration, chứ không như người Việt mình hay gọi là decor, ok? Từ decor là cái từ Việt Nam hóa tiếng Anh, còn đọc đúng là decoration. Và trong tiếng Anh người ta cũng biết tắt là decor, ok? Đừng có đọc là decor nhé, decor, ok? Decoration, decor được gọi là cái vẻ trang trí. Và được trang trí tốt thì mình sẽ có cách nói trong tiếng Anh là wow, ok? Đây là adjective, được gọi là tính từ, diễn tả về cái tình trạng của nó như thế nào. Như vậy trang trí tốt mình sẽ ráp từ là well decorated. Còn trang trí rất là tệ, ok? Được gọi là badly decorated. Như vậy the mooncakes are well decorated, the mooncakes are badly decorated. Nó được trang trí tốt hoặc là trang trí rất là tệ. Và nói về vật liệu bên trong thì nó phải tươi, ok? Hoặc là nó phải hợp tiêu chuẩn. Như vậy mình có cái từ là hợp tiêu chuẩn và hợp chất lượng trong tiếng Anh là dùng một từ duy nhất là qualified. Qualified là tính từ hợp tiêu chuẩn, hợp chất lượng. Ok, như vậy nguyên vật liệu phải hợp tiêu chuẩn. We must buy qualified, okay, materials. We must buy qualified materials. Nhưng mà nãy giờ mình dùng từ materials rất là nhiều. Nguyên vật liệu đúng là từ material, material, nhưng mà nó dùng cho nguyên vật liệu rắn, ok, để mình xây dựng, trong ngành xây dựng hay trong ngành gì đấy. Nhưng mà còn nói về trong duy nhất là trong ngành gọi là nấu ăn, ok, và thực phẩm thì người ta không dùng từ nguyên vật liệu mà là material, người ta sẽ dùng từ là ingredient, ok. We use the word ingredient, ok, ingredient. Cook mooncakes with good taste and good looking, very good. Newspaper advertisement, yeah. I advertise online, by television, build agent. Mình không gọi là xây dựng nhà cung cấp mà mình gọi là tìm kiếm nhà cung cấp, săn nhà cung cấp. Như vậy sẽ có từ hay hơn được gọi là săn, ok? Săn cái gì đó là gọi là hunt, hunt agents to sell mooncakes. Tôi săn nhà cung cấp, ok, để bán, ok. Và agent buy accessory là những cái phụ kiện giống như là lồng đèn, trà và nến. Very good, Mr. Jang, ok, that's it. I just want you to do this kind of thing. Okay. Oh, excuse me, I have to go. Okay.